Rồi chơi chụp hình cho mẹ đi. See mommy's face. Yeah, giỏi quá. Để mẹ coi coi, để mẹ coi coi chụp hình đẹp không. Trời ơi, con nó chụp tôi nè. Nó chụp tôi chứ bằng mờ câm. Đã tôi đã xấu rồi mà nó còn chụp cho tôi mờ nữa là sao? Đây. Đây đây đây, khoan khoan, để từ từ mẹ. Ờ cố. Rồi bây giờ chụp nữa đi. Chụp mẹ đi. Yeah. Ghê hả? Ừ, chụp mẹ đi, chụp mẹ đi. Chụp đi con. Chụp gì cái chụp cái bằng chân con không vậy? Trời ơi, nó chụp cái bằng chân tôi. Có được không? Chụp ba nè, quay qua chụp ba, quay qua chụp ba cái coi. Quay qua chụp ba cái coi. Ba, smile. Dữ. Để coi, để chụp ba coi. Trời ơi, nó chụp ba nó đẹp còn chụp tôi thấy ớn không? Có được không? Sao cô chụp mẹ xấu vậy? Hả? Chụp ba. Chụp đi. Đây coi mẹ coi coi, đây mẹ coi coi. Trời ơi, nó chụp ba nó đẹp ghê chưa. Bây giờ con chụp mẹ coi, chụp mẹ coi. Mẹ chụp mẹ, chụp mẹ. Chụp mẹ coi. Cười nè. Chụp cho tắm cho có tâm chút coi. Hả? Đây coi coi. Trời ơi, con nó chụp tôi ấn ác ghê thiệt. Công nhận. Trời ơi, coi chụp ba đó nè, coi chụp ba nó chơi chụp có tâm nè. Này coi coi. Rồi cái này nó chụp không có tâm. Đẹp không? À, để mẹ chụp chay. Rồi chay ngồi đi. Chay ngồi chứ cười đi mẹ chụp cho. Không nhận chay mà áo trắng thì thương ghê luôn á. Mẹ. Gì con? Chụp mẹ. Chụp ba giờ chụp mẹ phải không? Rồi ráng chụp cho ta có tâm chút nha. Cười. Ghê quá à. Đừng có đưa lên cô chú con kỳ quá à. Ba chơi. Hả? Trời ơi, lại ngồi sát bên ba đó chụp hình cho ba này. Cheese. Cheese nữa. Ba. Ba, cheese. Cái đó là con chụp cái bụng, cái đó là con chụp cái bụng bự của ba. You got a point. You got a point. Aim. And then shoot. Take a picture of her. Smile. See, look. Cười đi, ba chụp. Ready? Smile. Smile. À, chị chào cô chú chưa? Chào chú. Con nói đi. Con nói. Đứng lên đặt làm gì hát bội hát hay đương hay gì đây? Con muốn mẹ gửi cho con này không? Dạ. Ai mua cho con? Mẹ mua rồi. Đúng rồi. Bây giờ con nói với mẹ nè. Đây nè. Đây mẹ mở ra cho con nha. Dạ. Con nói con thương mẹ nhất trên đời. Con thương mẹ. Con mẹ. Thương mẹ nhất trên đời. Mở ra nha. Lại đây đứng đây mẹ mở cho. Lại đây. Wow. Ai mua đó? Ai mua cho con? Mẹ mua. Mẹ mua đúng rồi. Mẹ vậy là mẹ đi làm kiếm tiền mua đồ chơi chơi chay nha. Mẹ đi làm kiếm tiền làm gì? Không có. Cái đó là ba mua, còn mẹ mua đồ chơi chơi chay. Mẹ mua tập vẽ cho chay. Rồi mà chay có thương mẹ không? Cất dĩa vô đây con, sắp dĩa vô cất đi. Không, đi em cất chỗ khác đi. Cất gì cất chỗ đó, cất chỗ đó nó bừa bộn quá, con đem vô cất chỗ khác đi. Con muốn mẹ mở này phải không? Dạ. Con cảm ơn mẹ. Rồi nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè, chay. Con thương mẹ. Thương mẹ nhiều. Nhất trên đời. Đúng rồi. Giỏi quá. Giờ mở nha. Phải mở từ đây nè. Cái này nhiêu tiền đây chị? Mua này nhiêu tiền đây? 4 tiền hả? Con thương mẹ. Thương mẹ nhiều. Nhất trên đời. Nhất trời. Đúng rồi. Wow. 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 Từ từ đi mày gỡ ra rồi. Lấy màu nào lấy đi. Nói làm sao? Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Con thương mẹ. Con thương mẹ. Nhất gì? Nhất gì ơi.
Mẹ đi làm kiếm tiền mua gì? Mua sữa đây. Mua sữa vậy? Mua đồ chơi chơi. Chơi. Đúng rồi. Sữa chay. À, dây bồ mẹ. Dây bồ. Bà diễn ghê chưa? Vẽ mẹ. Vẽ phải không? Rồi. Rồi con lấy, con muốn màu gì vẽ, con muốn vẽ màu gì? Muốn bù. Rồi, vẽ màu gì lấy màu đó, để lên. Lấy màu đó phải không? Đây nè, con phải lấy từ bên đây con lấy ra. Đó. Con nói làm sao? Là con cảm ơn mẹ. Rồi vẽ đi. Màu đó màu gì á? Màu blue. Màu blue. Số này số mấy? 2 blue. Số 1. Số 1. Đúng rồi. Số này số mấy? Đây nè, số này số mấy? 4 nè. Số này số mấy? Đây nè, số này số mấy? Con nói cô chú nghe, số này số mấy? 4. Đây nè, nhìn số này số mấy đây. Chơi. À, giờ rồi lấy màu khác rồi. Màu khác rồi. Con muốn yellow phải không? Nói làm sao? Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Màu green. Con muốn màu green hả? Yeah. Mỗi cái vẽ mỗi màu á chứ vẽ tô rồi y như rồi. Con tô vậy là sai rồi, mẹ thấy là quá sai rồi. Mẹ đi làm gì ta? Mua sữa chơi. Hả, không mua gì? Mua sữa chơi. Mua đồ chơi cho chay. Mua chơi chay. Đúng rồi. Mua sữa chơi. Mua đồ chơi cho chay. Đúng rồi. Hai bơi. Hồi sáng này chay đi bơi có vui không ta? Dạ bơi vui. Dạ bơi vui, đúng rồi. Hát cao kê. Hả? Hát cao kê. Hát cao kê. Để coi có phải không? Phải. Ừ đúng rồi. Mới đầu Ngọc nhìn người Ngọc tưởng cái đó cây kem. Ai ngờ nó đó. Chay nói hát cao kê cô chú. Để hát cao kê. Hát rồi cao kê. Vẽ hát cao kê mẹ. Ừ, vẽ hát cao kê. Ừ. Đúng luôn ta, cái cao kê lấy cái màu đó vẽ là đúng luôn rồi đó. Hả? Wow, cái đó cái gì á? Flowers. Flowers. How many flowers are there? 1, 2, 3 flower hả? Ngọc hỏi có mấy cái bông, nó nói tiếng Việt là 1, 2, 3 cái bông. Quay lại đây. Hả? Tóc nè, con thấy tóc bà này nhiều ghê chưa? Tóc bả có đầu buộc tóc rối giống như con không? Số này số mấy? Số 1. Đúng rồi. Số này số mấy? Tóc mập. Số 2. Đúng rồi. Số này số mấy? Số mấy? Số 7. Số 3. Rồi số 4 đâu ta? Đi tìm số 4 coi. Có số 3 mà không có số 4. Đi tìm coi. Số 4 đâu? Số 4 đâu? Đây, số 4 đây. À, chay đi chơi nè cô chú ơi. Đây khoái chị này dí chay lắm. À, chị đã bồng chay lên á. À. Trời ơi. Đã đời không? Nó nói là nó len lỏi đằng đó kìa đó. Kiếm nào? Đi kiếm đi, con đi kiếm đi. Đâu rồi? Con ráng kiếm đi. Con là người bỏ đâu? Con bỏ về đồ chơi của con làm, con thấy không chay? Ha ha, sao? Cún ơi cún. Cún ơi. Cái đàn màu hồng của bé Cún đâu rồi? Hết rồi. Vụt rồi hả? Nè nè. Oh yeah. You found it, chị đi cứ. Giỏi quá. Đi. Để ơi, Cún để vô đi Cún. Yay! Cún đã hoàn thành được bức tranh của mình rồi. Gì? Đi đâu nữa? Đi đâu nữa?
ăn gì nữa hả? Ngày mai là mình phải đóng thùng rồi nè chay nè, ngày mai phải ở nhà đóng đồ vô đi, chuẩn bị đi qua ngoại năm nè. Cái chay là vali nhỏ, mẹ chay vali bự, ba chay vali bự. Hả? Cái này là cái trứng á con. Mẹ, có cái gì rỗng á hả? Hả? Hay có gì không? Mày đặt nó nhỏ đâu nữa. Trời ơi, coi cái phòng này là toan đồ chơi của nó không dọn vô đã rồi bây giờ nó bày ra nữa. Không biết dọn cái phòng này bao nhiêu lần mới đủ thì kia chứ. Cái gì? Sao? Nó nhỏ nữa. Trời ơi, chay mặc cái áo gì scary kêu dữ ta. Trời ơi, chay mặc cái áo lucky kìa. Chay sẵn sàng chưa? Chay sẵn sàng lấy xe chung với mẹ đi qua ông ngoại năm chưa? Cô chú chuẩn bị sẵn sàng chờ đón video chay đi qua ông nhà ngoại năm, bà ngoại năm chưa? Dạ. Chay chuẩn bị đi Chicago chơi nữa cô chú ơi. Rồi để coi tình hình sao mẹ với chay, mẹ chay với mẹ chay bút vé đi Cali rồi. Bà chuyến này là đi qua thăm bà ngoại hả ta? Bà ngoại Nhung hả? Bà ngoại Nhung. Ở Cali ở San Jose á. Mà để coi tình hình bệnh dịch bệnh đồ sao. Nếu mà căng thẳng quá thôi cancel vé, chứ là mua vé rồi đó. Nhớ nữa. Hả? Lấy nữa ha, tao giờ nó dọn từ phòng này dọn qua phòng khác. Đi qua bên chiến này thì đi qua miền Bắc Cali chứ không có qua miền Nam Cali. Bắc bữa giờ chay là chay đi Nam Cali, chay chưa đi Bắc Cali nè. Giờ là giờ chuẩn bị là đúng là một tháng nữa là chay với mẹ chay lên đường. Phải không ta? Đúng tháng không ta? Nay mấy rồi? Đúng tháng nữa mẹ chay với chay lên đường đó cô chú. Nà, không biết cô chú yêu thương chay có ai ở miền Bắc Cali không ta? Có ai ở San Jose không ta? Đó, dọn đồ đó. Như một cái đống tro tàn. Bừa bộn. Người con gái bừa bộn. Chay rất là thích em unicorn này. Cô nào là người đã tặng cho chay em unicorn này? Tối nào chay cũng xỏ lỗ tai em unicorn để ngủ hết. Rất là thích em unicorn này luôn. Nói chung là gấu bông là không phải. Có con nào nó xài con đó, nhưng mà cái con đó thích cái con nào mà có lỗ tai sâu sâu á để sọt vô. Tui đất ơi, đây đeo sai, đeo ngược rồi, phải đeo vậy nè. Đây. Đó. Vậy dọn đồ đi đâu á? Dọn đi đâu? Coi nè. Coi nó phá nè cô chú nè, cái lotion của người ta nó lấy nó bỏ lên tay nó, xong bây giờ nó tét, nó in lên cái này nè, nó phải lau chùi nữa. Đứa nào phá? Đó, còn bây giờ nó dọn qua đây, phòng tôi đang bình yên bên này. Đó. Trời ơi, hát bản nghe chơi chơi. Hả? Thôi đi đừng dọn nữa đi. Con dọn mất công mẹ mệt quá chay, mẹ phải còn công việc mẹ làm nữa. Mày xong mẹ edit video cho cô chú xong rồi mẹ phải học bài nè. Con bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ bữa nay 8 giờ là con đi ngủ cho mẹ nha, để mẹ học bài nha. Khổ lắm cô chú. Nó là bây giờ là buổi trưa rồi nó không ngủ trưa. Hả? Buổi trưa là nó không ngủ trưa. Mà nói chung là vậy cũng đỡ. Buổi trưa nó không ngủ, tối nó ngủ sớm 8-9 giờ nó ngủ, xong rồi cái đợi nó ngủ xong mình phải học bài, học từ 9 giờ cho tới 12 giờ, có khi 1 giờ sáng. Phải cố gắng thôi chứ giờ biết sao. Chứ mà thật sự mà nó thức là mình thật sự học không được. Học cái là nó mẹ. Rồi mẹ ơi ngồi xuống chơi con, mẹ ơi cái khẩu biết rồi đó. Mẹ ơi. Sao? Nó đang diễn tả lại đó. Tự nhiên nó rinh hết đi qua phòng bên kia, tôi làm chi không biết. Chay. Ai mua cho chay cái con trong kia á? Ai mua? Chay mua. Đây nè, không cái con màu hồng hồng kìa nè. Ai mua con này? Mua. Đúng rồi. Giỏi quá. Mua nào? Đó.
Mẹ kia mẹ. Hả? Mẹ kia mẹ. Trời ơi.